បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេកាពិសោធន៍នោះទៅហើយសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បងស្រីជាសិស្សពូកែមិត្តភក្តិកូនស្រីនិងជាមនុស្សល្អមិនគួរណាជួបរឿងអកុសលបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងបែបនេះតែសារតែរឿងនេះបាទដោយសារតែវ័យទៅបើប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយគឺថាយុវតីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់ បាទជាសពកាយជាកូនល្អស្រស់ល្អណាបាទបាទជាជួបរឿងបែបនេះបាទនិទានយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿអណិតណាគ្រប់គ្នាចង់ដឹងពេកថាពីមុនពូម៉ៅធ្លាប់ហាយសូជីឡានទំនើបញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ៗតែឥឡូវជីវិតគាត់ទោះនៅយ៉ាងម៉េចហើយទីបំផុតពូម៉ៅដាច់ចិត្តបង្ហាញហើយដោយប្រាប់ថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយពូម៉ៅដែលគេស្គាល់ថាអតីតស្វាមីលោកស្រីទីដាណា ក្រោយពីបានចែកផ្លូវគ្នាបាននៅផ្ទះរៀងខ្លួនព្រោះតែឥឡូវនេះពូម៉ៅរស់នៅជាមួយម្ដាយបាទមើលជាភាពគាត់បាទធ្លាប់តែហៃសូណាបាទយ៉ាងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅអ៊ំស្រីជាសិស្សដល់ពូកែមិត្តភក្តិកូនស្រីនិងជាមនុស្សល្អមិនគួរណាជួបរឿងអកុសលបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងបែបនេះដោយសារតែរឿងនេះកាលពីវេលាម៉ោង ប្រហែល7:30នាទីយប់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូដើមហេតុដំបូងឡើយនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចយុវតីពីរនាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្តូខេត្តកែវដើម្បីទៅលេងផ្ទះនៅឯខេត្តតាកែវរហូតដល់ចំណុចផ្លូវចូលវត្តតាកែវចូលរៀងវែងដែរពួកគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យយុវតីម្នាក់ឈ្មោះថាប្រុងកញ្ញាភ
này vị trí xa lịch hạt tích cả đổi kia. Nhi bà tạm cả bằng hốc bị kênh nạc này Facebook xa mà cũng xa chắc. Nhi xa là bà chạy kỳ tế đơn bồ sơ cổ cái cả bị ngay tích đọc khai thân út nàm bị bón và phí bì. Trong này ai chôn bằng cò vĩnh bàn bạc một tố rọt kịch luôn bạc xa máu. Bạn tốt mốt dụ vào tay rung rộp bùa chung mùa. Mùa tha sát xa mà lì bàn khó tài nạp tế đập bầy dụt xóp rung cả nhá. Tết vượt bóng tạm rồi bài này. Chúng tôi đi tăng cả hai thật này không không ảnh lúng sọc tráng khai tạc kèo. Tăng cả bằng chạy rồi bỏ cửu bật thiên phân này cho rồi bỏ quát tình bình nét. Sọc dụ vật tay chúng tôi tha bồng cả nhà. Mình thua cả bộ trí nơi vì liệu màu mùa rồi xưa thằng ngày thì đọc biết khai thân út cho nàm bị quán phí bình hơi. Đâm năng ơi xa mà cùng sở cha. Đón bộ sổ khai cáp tàng ngu xôn dùm đáng cả sọc sức đáy. Chúng tôi cửu xa này sọc sở chúng tôi bồng cả nhà. Nâng ban châu ruông rồng lịch tốt đầu kìm kìm phong. Bông bông sở chắc ai châu rùm bông, nâng bạch cháy đọc rù xa sọp bán, tam giác cái nạn này ê bì ê, xôn xôn đọc bí xài bà mũi chật bà mũi bún, xung hút tha xương chẳng nì, bà thiên xa mà cúng, nâng lê trô sáp xôn cài bà mũi mà phì bà bún tài bún, bây rôi xài bà bây xôn ọ cun. Bà, bà mạch này cứ tạ tờn nâng, cả rừng này rụt nạ chả ra cho tết hay, bàn thôi ảo dụt, bà chân đi sát bà và mình đang thả gọt bạc bò mà lươn bà bà giang nà nụ tê. Rồi hốt đó bọc nề bàn đà là ai sẽ lạp bạc nì. Và mà tổ nâng mà tổ nữa. Hãy kìm bạc mình ta cho rùm một lệch tốt xong ai dành đặc khăn bà ổn cháy tại càng sổ bà tệ phúc cầm bạc nâng kia lời. À con bài mệt xong bà chọp nơi ạc tập bọt nì hay dừng một tạng đàn nơi ạc tập bọt một tiết. Sẽ tới tay mình cô ở chư, anh thật nà, cục nế chọn đừng biết thà vì muốn bố máu thuộc tại chỉ làn hay sâu làn tùm nước nhằm mà hai chân ngang tạo về nế chỉ vật quá tờ dàng nà hơi thì bọn phát bố máu đã chạch bọn hàng bạp ở đằng thà mà hai chân tu tư có đồ chỉ nạp bạp bạp được nông bằng đàn trên cung Facebook mình tích nạn nụ tê bật chợ bàn sổ cho bác chạy chơi mình khán lúc hi sâu bằng nhà rết hầu bố máu đã trách chìa tới cả sva mấy lúc xảy thì đã ná. Đại bàn làng ngạc như chịp lời ca, ca bị cờ lòng tự hỡi. Nhạc tầng bí, con bông rùa nữ giang biên sạch đầy sốc rừng rừng luôn. Chị ngạc nhọp nó phụ mở tàn tài từ lùm hai cái tam tì còn lại chạch ngay. Rính ro trong sạp đá, nâng châu ruông khăn ông cảm bị thịp xanh xến. Chị môi nâng mà nụ sạch nà rồi bọc luôn. Mới tới bật chìa bộ bình tật đào sạch đầy sạp bài chạy đi nha. Nâng nụ đáy lô cầu bàn bằng hoa âm bì chỉ vật đò xà manh rồi bọc luôn nhạc nhọp. Mình đại đại phòng đài. Tăng mơ tới bật chìa mình đầy sốc lắng nha. Hãy cả biết ngay tìm bằng khai xây hát cho nằm bì bọn và phí bí. Lúc bạn bằng hành một bộ hộp ở hạt ngày tróng bầy một tiết. Bất chìa tùm nốn nâng chẳng ảnh ná. Nhiết đồ chìa trên bụng tìa, ngào spịch đáo. Nâng thả bằng lá chìa mùi sạch chút. Rút chọp xa khlây mùi thà, chìa vật xà mánh, hộp mà hộp xà mánh.
ចំណែកឯនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022ដោយសារតែមានអ្នកចង់ដឹងរាល់ថ្ងៃពុកម៉ៅហៅថាបរិជ្ជិតធ្ងន់រស់នៅបែបម៉េចបំផុតពុកម៉ៅបានចេញវីដេអូមួយប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងដោយបានបង្ហាញមុខម្ហូបរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាបងប្អូនមួយចំនួនច្បាស់ជាចង់តាមដានជីវិតរបស់ខ្ញុំថាតើពុកម៉ៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់រស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់
nhóm đám ao nhâm chim bồ nâng trầy bầy trầy ấy nâng chân tư tha chỉ vật rồi bọc chấm rót ngay cứ bàn tay phần nâng bát mình miên ấy ở trà tê anh chẳng bằng phong bồi chấm nuốt đại cật bình luôn nhóm thoát tại hai sô chỉ làm thủng nếp tại anh lương phu mơ tại phần nâng anh hơi miên tật dị yếu mùi tiết tật dị yếu nâng mà chấm tục ao tha còn hi bàn tật dị yếu nâng mũi cứ em nè bài cọ có chẳng đai bà bệnh bệnh này kể tạm tờ nâng phụ máu bàn chân vị tổ thì bà bì ca rụt nơi rồi bọc luôn đau chi vật xa mạnh bàn chân có lo mà giang đai à cũng bệnh bệnh xong rạp cả tạm đáng đặc ạc tập bạc lấy tầng bệnh này.